Ngày 15 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can tạm giam đối với tài xế Đinh Tiến Bình, 36 tuổi, trú tại thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Bư, tỉnh Gia Lai, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, tài xế Bình được xác định điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 81H02760 vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát, dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô chở thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và tiếp tục tông lần hai vào bên trái xe ô tô bên làn đường ngược lại, gây tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Như tin đã đưa trước đó, vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 12 tháng 8, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ea Hà Trú, huyện Chư Bư, xảy ra vụ tai nạn khiến 3 thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong.